Được chưa? Thì trước khi vào đề kiểm tra, hôm nay nó sẽ là một đề kiểm tra kết thúc chương em nhé. Đấy thì các em sẽ làm trong thời gian là 60 phút thôi. Thì còn lại là anh sẽ chữa. Đề này nó gồm có 50 câu. Đấy, thì trước khi vào bài mới thì anh sẽ chữa bài cũ trước. Và chúng ta sẽ học một số kiến thức nâng cao trước nhé. Sau đó chúng ta sẽ làm một bài thi kết thúc chương này. Ok. Rồi. Em bỏ sách vở chúng ta ghi nhá. Được chưa? Các em nhìn được màn hình chưa? Em nhìn được màn hình rồi đúng không? Nhìn được rồi ạ. Ừ. Em ghi nhá. Bài hôm nay nó sẽ ôn tập. Được chưa? Đấy thì bài hôm nay chúng ta sẽ ôn tập toàn bộ kiến thức về nón trụ và cầu. Đấy thì kem ghi cho anh này, phần 1. Nhá. Thì phần đầu tiên kem ôn tập sẽ là công thức thôi. Thì công thức thì kem nhớ rồi đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ chia vở thành 3 phần nhé. Một phần là của nón, một phần là của trụ. Phần cầu thì kem lấy ít nữa thôi, tại vì phần cầu nó không có nhiều công thức đâu. Bên này là của nón. Bên này là của khối trụ. Và bên này là của khối cầu. Cầu nhá. Rồi. Công thức về khối nón là gì kem nhỉ? Xung quanh bằng 2 pi lần nữa. Nón trụ và cầu nhá. Thì các em nhớ này, khi chúng ta nhắc về khối nón ấy thì cái đầu tiên là các em phải nhớ là khối nón nó sẽ là tạo bởi một cái hình tam giác vuông và các em quay cái tam giác vuông này đúng không? Quanh đường cao thì chúng ta sẽ được khối nón S AB nhá. Đường cao SH nhá. Đấy thì khi các em quay như vậy thì các em sẽ được một khối nón. Thì đi thi chúng ta không phải vẽ khối nón, chúng ta chỉ cần vẽ cái mặt phẳng tiếp diện lớn nhất là SAB thôi. Đấy các em nhớ như vậy. Thì SB là đường sinh, HB là bán kính đáy và SH là chiều cao. Thì chúng ta có những công thức gì nhỉ? Công thức 1. Đúng không? Công thức 1 là gì? Công thức 1 liên quan đến gì nhỉ? Pythagore đúng không? Pythagore nhá. R bình cộng cái gì bình bằng cái gì bình? Cộng H bình bằng L bình ạ. Đúng rồi, bằng N bình đúng không? Thì đây là công thức Pythagore. Cho R, cho H thì tìm được đường sinh. Cho đường sinh, cho H thì tìm được R. Đấy là công thức đầu tiên. Công thức số 2.
diện tích xung quanh bằng gì các em nhỉ? Diện tích xung quanh của hình nón. Y R L đúng, ạ. Đúng rồi. Y R đường sinh. Công thức số 3 là diện tích toàn phần bằng gì? Y R nhân với R cộng L ạ. Đúng rồi, nó sẽ bằng PRN là diện tích xung quanh đúng không? Và cộng với diện tích của đáy. Thì đáy là hình tròn nên công thức diện tích của đáy là PR bình. PR bình nhá. Diện tích xung quanh và cộng với diện tích của đáy. Hình nón thì chỉ có một đáy thôi. Công thức cuối cùng là công thức thể tích. Thể tích của khối nón bằng gì? 1/3 PR bình H. Đúng rồi. Nó chính là 1/3 PR bình, ở đây là diện tích đáy nhá. Đây, diện tích đáy này. Và nhân với chiều cao. Chiều cao H đúng không? Đấy là chính là toàn bộ công thức của khối nón. Đấy. Công thức của khối trụ thì các em nhớ này. Khối trụ thì chúng ta sẽ có một cái hình chữ nhật đúng không? Chữ nhật. Thì khi kem quay cái hình chữ nhật này đúng không, quanh cái đường ở giữa ấy, thì chúng ta sẽ được một hình trụ, một hình trụ nhá, một hình trụ. Hình trụ này thì anh đặt đây là ô, ô phẩy, được chưa? Đáy thì tâm của đáy trên và tâm của đáy dưới đúng không, tâm của đáy trên và tâm của đáy dưới, đây là ABCD nhá, ABCD. Rồi. Thế nhá, thì anh hướng dẫn tiếp này. Khi chúng ta có cái hình chữ nhật OBCO phải mà kem quay cái hình chữ nhật này đúng không? Quanh cái đường là ô phẩy thì kem sẽ được một hình trụ, thì nó gồm những yếu tố này, OB là R bán kính đáy nhá, đường sinh bằng chiều cao đúng không, đường sinh bằng chiều cao. Thì công thức số 1 là gì nhỉ kem nhỉ, nhớ nhá, chiều cao bằng đường sinh. Công thức số 2 là diện tích xung quanh thì bằng gì? 2πRL. Đúng rồi, kem nhớ này, diện tích xung quanh của hình trụ thì gấp đôi diện tích xung quanh của hình nón. 2pi r r đúng không? Công thức số 3 là diện tích toàn phần. Là 2pi r l cộng với 2pi r bình. Đúng rồi, 2pi r l tại vì nó chính bằng diện tích xung quanh. Và vì hình trụ thì nó sẽ có hai đáy, đáy trên và đáy dưới. Thì đáy trên nó sẽ là pi r bình và đáy dưới cũng là pi r bình. Thì tổng sẽ là 2 nhân với PR bình. Nhá. PR bình là diện tích của một đáy, kem nhân đôi lên. À, công thức cuối cùng là thể tích. Thể tích của khối nó, khối trụ thì bằng gì nhỉ? PR bình H. Đúng rồi, nó chính bằng PR bình H. PR bình là diện tích đáy, H là chiều cao. Thể tích của khối nón thì giống thể tích của khối chóp. Thể tích của khối trụ thì nó giống thể tích của khối đang trụ. Rồi. À, khối cầu. Khối cầu thì nó gồm có hai yếu tố thôi. Đúng không? Thì khi kem vẽ một hình cầu nó rất là dễ rồi. Bước 1 là kem vẽ một cái hình tròn trước. Sau đó rồi thì kem vẽ thêm một cái hình elip nữa. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ được một khối khối cầu. Thì kem nhớ tâm của cầu là tâm Y. Bán kính cầu thì anh lấy một điểm bất kỳ nằm trên cầu, kem nối nối với tâm nhá, thì kem sẽ được, đây là bán kính, cái đoạn từ tâm cho đến mặt cầu thì người ta gọi là bán kính, chơi bán kính đấy.
Thì anh hôm nay chỉ hướng dẫn chúng ta công thức cơ bản thôi, còn đâu các công thức mà đã học từ buổi trước rồi anh không hướng dẫn nữa. Thì công thức số 1 ở trong đây ấy là gì nhỉ? Diện tích của cầu, diện tích của mặt cầu là gì? Là 4 pi r bình ạ. Đúng rồi, nó là 4 pi nhân với r bình. Và công thức số 2 là liên quan đến thể tích của khối cầu. Thể tích của khối cầu bằng gì? 4 phần 3 pi r mũ 3. Đúng rồi, 4 phần 3 pi nhân r lập phương. Thì đấy là tất cả những công thức cực kỳ cơ bản. Nhớ đi thi nó có thể hỏi bất kỳ một trong 8 công thức này. Đấy là liên quan đến câu để các em kiếm điểm. Được chưa? Đấy là liên quan đến toàn bộ các công thức của khối nón, khối trụ và khối cầu, nó cơ bản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ ôn tập tiếp về phần nâng cao nhé. Đấy, các em ghi cho anh sang phần 2 lớn. Hai lớn nhé. Hai lớn chúng ta sẽ ôn tập những công thức và những bài tập nâng cao. Ừ, em ghi như này cho anh này. Thì phần 2 là chúng ta sẽ ôn tập các dạng toán nhé. Các dạng toán của chương 2 liên quan về khối nón, khối trụ và khối cầu. Và khối cầu. Được chưa? Các dạng toán liên quan đến khối nón, khối trụ và khối cầu. Thì các em ghi cho anh dạng số 1. Dạng số 1 nhá. Thì dạng 1 thì nó rất là cơ bản, là chúng ta sẽ áp dụng, đúng không? Áp dụng các công thức nhá, các công thức ở phần trên. Các công thức ở phần trên các em đã học ở trên ấy. Đấy. Giải bài tập, đúng không? Giải toán. Thì có nghĩa là đề thi nó chỉ cho các kiến thức cơ bản thôi. Sau đó người ta hỏi là diện tích nó là gì, thể tích là gì và diện tích xung quanh, diện tích toàn phần. Đúng không? Đấy là liên quan đến dạng 1. Thì dạng 1 chúng ta luyện rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số bài tập thử về dạng 1 nhé. Đây, các em làm cho anh không, câu 36 là câu khó rồi. Đây, các em làm cho anh câu 16 nhá, làm cho anh câu 16, tí anh sẽ gọi một bạn trước. Làm rất là nhanh nhá, chúng ta làm trong thời gian 2-3 phút thôi. Đấy, một hình nón nó có chiều cao đúng không? Có góc ở đỉnh. Người ta gọi diện tích xung quanh. Nào, các em làm như sau. Đó, anh sẽ hướng dẫn thôi. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập thôi. Đấy thì tí chúng ta làm bài tập sau nhé. Thì chúng ta sẽ ghi như sau này. Các em ra con này chưa nhỉ? À, 16A. Rồi, chúng ta cùng chữa nhé. À, một hình nón có chiều cao. Đề bài cho chiều cao đúng không? Đấy thì hình nón thì các em nhớ này. Chúng ta chỉ cần vẽ cho anh cái mặt thiết diện lớn nhất nhé. AB. Được chưa? Đây là H. Thì đề bài cho chiều cao bằng 10.
Góc ở đỉnh, các em nhớ góc ở đỉnh chính là góc ASB, và đề bài cho góc ở đỉnh là 120 độ, thì cái góc HSB nó bằng một nửa thôi, thì cái góc này nó chỉ bằng 60 độ thôi, 60 độ nhá. Diện tích xung quanh của hình nón thì tính cái gì thì các em ghi lại công thức đấy trước, giờ chúng ta mới bắt đầu tính. Thì diện tích xung quanh của hình nón nó bằng gì? Pi ừ RN đúng không? Thì trong đây cái gì đã biết và cái gì cần phải tính? Chẳng cái gì đã biết cả, R chưa biết và đường sinh cũng chưa biết, thì các em tính bằng công thức gì? Bằng cái gì nhỉ? Đó, bằng đối trên kề ạ. Ừ, tan. Thì tan của 60 độ bằng đối, đối ở đây là gì? R ạ. Ừ. Nhá. Bằng R chia cho kề, kề là 10. Và từ đấy các em tìm được R bao nhiêu? 10 căn 3. 10 căn 3, quy đồng lên đôi tại vì tan của 60 độ thì bằng căn 3 nhá. Đơn vị là mét. Rồi. Tương tự thì làm nào để tìm được R đấy? H bình cộng R bình bằng N bình ạ. Đúng rồi. Có nghĩa là Pythagore đúng không? R bình cộng H bình bằng đường sinh bình. Từ đấy tìm được đường sinh bằng căn của em thay số vào. Căn À, của 20 R, R là 10 căn 3. Và cộng với 10, 10 bình bằng bao nhiêu em nhỉ? 20 ạ. 20. Thế thôi thì giờ áp dụng thay vào cái công thức trên thì nó sẽ bằng pi nhân R, R là 10 căn 3. Và đường sinh 20. Thì kết quả chính là gì nhỉ? 200 căn 3 pi đúng không? 200 pi căn 3 nhé. Thì câu 16 các em chọn A. Đấy là câu 16. Được chưa? Thì đấy là dạng 1. Đấy là dạng 1. Là áp dụng các công thức mà chúng ta vừa học để làm bài tập. Đấy thì nó thông qua một số bước biến đổi nữa thì cái góc ở đỉnh này thì các em nhớ rồi. Đúng không? Góc ở đỉnh là cái góc lớn nhất của hình nón. Và chính là góc ASB. Đề bài cho góc ở đỉnh bằng 120 độ thì kem chia đôi thì chúng ta được cái góc HSB bằng 60 độ nhá. Đấy anh hướng dẫn như vậy thì chúng ta nhớ cho anh dạng một là như vậy. Bây giờ kem ghi tiếp cho anh dạng số 2 nhé. Rồi dạng 2 nhé. Dạng 2 là cái dạng gì các em còn nắm được không? Đây. Dạng 2 là các dạng liên quan đến bài toán gì nhỉ? Khoảng cách đúng không? Đây các em ghi. Các bài toán về thiết diện. Về thiết diện. Thiết diện. Thì chúng ta hiểu là cái mặt cắt ấy nó chính là cái mặt cắt ấy. Đúng không? Mặt cắt. Đấy thì anh lại hướng dẫn qua lại cho chúng ta để chúng ta nắm được nhá. Thì các bài toán về thiết diện ấy là những bài toán về mặt cắt. Thì ví dụ nhá, chúng ta có một cái hình nón. Đúng không? Đấy, chúng ta có thể hình dung bằng kem sẽ hình dung về tiết diện như này cho dễ đúng không? Tiết diện của khối đa nó trục cầu nhá. Anh lấy cho chúng ta hình ở đây nó dễ nhìn và nó trục trục quan. Không, ở đây nó không có cái hình mô tả nhỉ. Mô phỏng nhỉ. Em hình dung như sau này. Mờ quá nhỉ. Ok. Đây là liên quan đến mặt trụ, mặt nón là mặt cầu nhá. Em có nhìn được cái hình này không? Có đang nhìn được không? Có. Ừ. Thì đây là liên quan đến cách để tạo một hình hình trụ ấy. Đây là cách để tạo thành một hình trụ.
Đây, các em nhìn đi không? Nhìn lại nhá. Đây. Đấy, có nghĩa chúng ta có cái mặt ABCD với trục là CD, thì các em quay một vòng, đúng không? Các em quay một vòng trong không gian ấy thì nó sẽ tạo thành một hình trụ. Đấy thì các em nhìn vào đây, các em có đoán được có những loại tiết diện gì không? Đây là... đúng không? Đây là tiết diện này, các em nhìn thấy mặt đỏ chưa? Đấy thì cái tiết Rồi diện như thế này ấy, người ta có tên gọi là tiết diện gì nhỉ? Vuông góc với trục nhá các em nhá. Đây cái đường trục đây, chỗ này là vuông góc này. Thì cái tiết diện màu đỏ này tên gọi của nó là tiết diện vuông góc với trục. Được chưa? Hay là cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với đáy ấy. Được chưa? Thì khi các em cắt hình trụ bởi một cái mặt phẳng song song với đáy thì cái tiết diện sẽ là hình tròn. Được chưa? Nó sẽ vuông góc với trục. Đấy, đấy là cái đầu tiên nhá. Đấy là về trụ, về cấu trụ. Đây, các em nhìn này. Được chưa? Đúng không? Đây. Đây các em nhìn thấy chưa? Có cái mặt phẳng chúng ta cắt ấy là cái hình như này. Đấy. Thì khi các em cắt như thế này đúng không? Thì cái tiết diện ấy nó sẽ là cái gì? Đấy các em nhìn thấy không? Đây. Có tiếng thì cho nó vui nhé. Đúng không các em? Thì trong cái trường hợp này ấy, thì cái tiết diện nó là hình gì các em nhỉ? Tiết diện nó sẽ là hình gì? Hình chữ nhật. Nhá, hình chữ nhật. Thì hồi xưa chúng ta học về cái công thức các em nhớ này. Có phải là khoảng cách từ tâm, đúng không? Khoảng cách từ tâm cho đến cái mặt này. Có phải là đoạn vuông góc kẻ vào không các em? Cái đoạn mà anh đang lấy theo cái đường mũi tên này. Đúng không? Chính là cái đoạn này kẻ vào đúng không? Đấy, kẻ vuông góc vào cái mặt này. Đấy. Đấy, đấy là những bài toán mà chúng ta đã học về nhá, khoảng cách nhá. Nhắc lại này, khoảng cách từ tâm O, được chưa, cho đến cái mặt này này, đấy nó chính là cái đoạn OH này, được, kem kẻ vuông góc vào, đấy là liên quan đến cắt vuông góc. Đấy thường trong đề thi nhớ kem nhớ. Thường trong đề thi nó sẽ nếu liên quan đến cấu trụ thì chúng ta sẽ có hai cái mặt cắt đấy thôi, là một mặt cắt nó sẽ là gì đây đúng không, một mặt cắt nó chính là cái mặt mà song song đây này, cái mặt đâu rồi đây cái mặt này này và một cái mặt cắt này đúng không. Rồi chúng ta sẽ đây nó có khối nón không, đây là khối nón đây rồi nhớ các em nhìn thấy chưa, khối nón cách tạo bởi của một khối nón chưa đúng không, là khi chúng ta có cái hình tam giác vuông vuông tại O mà các em quay một vòng, quay cái hình tam giác vuông này một vòng đấy thì khi đó các em sẽ được là gì, được một hình nón đấy, với các yếu tố đây là đường cao này, đây đường sinh này, đây là đáy này, đây là đáy này. Đây các em nhận thấy chưa, cái mặt phẳng cắt ấy, đây nhìn 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 theo cái hướng cắt này, nhìn nhận đấy nó cắt như này thì cái mặt phẳng cắt này là mặt phẳng gì? Gì nhỉ? Song song với đáy đúng không? Đúng không? Thì cái hình cái này nhá. Khi cắt thì chúng ta sẽ được cái hình ở đây này, người ta có tên gọi là hình nón cột, các em nhìn thấy chưa? Hình nón cột. Nó bị cột mất mà. Nó bị cột mất cái chóp. Thì cái hình nón này người ta gọi là tên gọi là hình nón cột nhá, hình nón cột. Đấy cái này thì chúng ta không quan tâm, chỉ là cách tạo hình nón cụt thôi. Đây là khối cầu đúng không các, đây là khối cầu, đây là nó quay cái trục này rồi, nó quay cái đường này rồi, nó quay cái đường này quanh quanh cái trục đúng không, chúng ta sẽ được một khối cầu thôi. Đấy thì nó sẽ có tâm này đúng không, tâm O. Đúng không? Đây là O. Thì các em nhận thấy này, đây là mặt cắt đúng chưa, hôm nọ chúng ta học về mặt cắt này rồi đúng không. Đấy thì giờ các em hình hình dung nhá, cho nó dễ dễ hiểu nhá. Có phải là khi các em lấy con dao hay cái gì đó các em cắt đúng không, các em cắt khối cầu
bởi một cái mặt phẳng mà vuông góc có trục, chỗ này là vuông góc có trục này, thì kem sẽ thiết diện nó sẽ là một hình tròn. Kem hình dung ra đấy, thiết diện nó sẽ là một hình tròn như thế này này. Thiết diện nó sẽ là một hình tròn nhé kem nhé. Đấy, nhìn chưa? Nó là một cái hình tròn nhé. Nhìn thế này là hơi hơi khó nhìn nhưng mà nó sẽ là một hình tròn. Đây, cái đoạn này này. Đấy, đây đúng không? Nó sẽ là một cái hình tròn thôi. Rồi, thì đấy là liên quan đến mô phỏng. Chúng ta nói về thiết diện cơ, đây cũng chưa phải là cái mà anh nó không không đầy đủ đúng không? Cái nó không đầy đủ. Thế nhá, thì chúng ta nhìn hình ảnh được. Đây đúng không? Đấy thì anh sẽ nhắc lại cho chúng ta về các bài toán về liên quan đến thiết diện nhá. Thì các em có thể ghi vào nhá. Đây, chúng ta nhắc nhanh nhanh qua như sau. À, với hình nón các em được không nhỉ? Đấy thì tiết diện ấy, thường những bài toán về cái gì, bài toán về tiết diện của hình nón ấy thì chính là những bài toán như sau này. Đây nhá, anh có một cái mặt như thế này, được chưa? Như cái hình mà vừa chúng ta xem ấy, chúng ta xem mô phỏng ấy đấy, chung vào rồi đúng không? Anh nhắn tin trên nhóm không để ý à? Vâng, nãy em đi đá bóng không có mạng ạ. Ok, thì chú ý nhá, thì hôm nay cũng ôn tập thôi, là chung giờ vào xem thì vẫn được thôi nhá. Mấy cái trên này anh chỉ ôn tập công thức thôi. Đấy thì chú ý cho anh nào, dạng số 2 này là các bài toán về tiết diện. Thì ví dụ như thế này này, thì các em nhớ này, đây là S AB nhá, thì anh gọi cái tiết diện mà anh đang cần tìm cái này là SAB. Được chưa các em? Tiết diện nó là SAB. Thì cái hình này nó sẽ là tam giác gì các em nhỉ? Các em. SAB sẽ là tam giác gì? Là tam giác gì? Tam giác gì? Em rất cân này. Đúng rồi. Tam giác cân tại đâu nhỉ? Tại S. Được chưa? Đấy thì cái đầu tiên là các em phải nhớ được nhá, SAB nó sẽ là tam giác cân tại S. Thì khi đó này, các em nhớ này, khoảng cách thì khoảng cách người ta ký hiệu là D. Đấy, khoảng cách từ từ tâm O, đấy, từ tâm O cho đến cái mặt SAB nó bằng cái gì? Nó bằng cái gì? Thì nó sẽ bằng cái đường mà anh kẻ thêm này, nó là đường màu vàng này. Đấy, đầu tiên nhá, từ O các em hạ cái đường vuông góc màu vàng này hơi khó nhìn, đây anh hạ cái đường vuông góc được chưa với giao tuyến AB, sau đó khoảng cách như kiến thức lớp 11 đã học đúng không, anh nối S với cái điểm này, cái điểm này anh gọi là điểm M, anh nối S với M thì khoảng cách cần tìm chính là OK. OK các em nhớ để OK, cái đoạn này hơi hơi khó nhìn nhỉ. Đấy thì anh kèm lấy màu khác nhé. Đây, khoảng cách chính là OK, các em nhìn thấy chưa? Đây, kẻ vuông góc vào cái đường này. Chính là OK. Thì như hồi xưa anh bảo chúng ta rồi, cái có một công thức cực kỳ quan trọng. Nhá. Đấy thì cái khoảng cách này nó chính bằng đoạn OK. Bằng đoạn OK. Thì trong cái tiết diện này có một công thức cực kỳ quan trọng chúng ta phải nắm được. Là có phải là tam giác này sẽ là tam giác vuông tại O đúng không? Cái tam giác SOM là tam giác vuông tại O. SOM vuông tại O. Vuông tại O. Đấy thì tam giác SOM vuông tại O thì có vẻ theo định lý Pythagore đúng không? OK là đường cao mà. Thì theo định lý Pythagore các em sẽ có là suy ra là một phần theo hình là một phần OK bình.
1 phần OK bình nó sẽ bằng 1 phần OF bình và cộng với 1 phần OM bình. OM bình. Được chưa? Thì hai cái công thức số 1 mà các em phải nắm được ấy nó chính là công thức gì nhỉ? À, 1 phần khoảng cách bình đúng không? Cái này chúng ta đặt là khoảng cách, chúng ta đặt là D. Đấy, khoảng cách cần tìm. 1 phần khoảng cách bình đúng không? Nó sẽ bằng 1 phần chiều cao bình cộng với 1 phần OM bình nhá. Với M là gì? Với M là gì? Thì các em nhớ này, M ở đây có một cái rất đặc biệt. Vì OM vuông góc đúng không? Vì OM vuông góc với AB thì M nó cũng đồng thời là trung điểm các em nhé. M là trung điểm. Đấy. M sẽ là trung điểm của AB. Trung điểm của AB. Thì đây là một trong những bài toán nó rất là hay gặp khi liên quan đến tiết diện. Khi liên quan đến tiết diện. Nó có thể hỏi rất nhiều yếu tố nhưng mà mô hình chung nó sẽ là mô hình như thế này. Nhớ, mô hình chung nó sẽ là mô hình như thế này. Còn đâu nó có thể rất nhiều yếu tố có thể hỏi được. Nó có thể hỏi diện tích tiết diện này. À, nó có thể hỏi là góc tạo bởi cái mặt phẳng này với đáy này. Đúng không? Những kiến thức đấy là anh đã dạy rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất thì chúng ta phải nắm được cái mô hình này cho anh. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập áp dụng nhé. Đấy, kem vẽ vào mô hình vào đi. Nếu mà khó nhìn quá thì anh vẽ lại nhưng mà cũng không khó nhìn lắm đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm bài tập nhé, dựa vào cái dạng số 1, hai kem đi cho anh đây dạng 2.1 nhé. Là tiết diện của khối nón, tiết diện của khối nón. Chúng ta sẽ làm bài tập bằng cái đề mà anh vừa cho chúng ta. Đây, đây là câu 16 anh vừa chữa rồi. Bây giờ các em sẽ xem có câu nào về tiết diện ở đây không? Câu ở dưới nhé. Đâu nhỉ? Câu ở dưới câu vừa làm. Đây à. Đây là hình tròn, đây là tiết diện của cầu rồi. Đó, tiết diện của cầu thì chúng ta học sau. Tìm tranh về khối nón trước nhé. Đây, chính là cái câu này này. Chính là câu 28 này. Các em nhìn không? Đấy, chính là câu 28 nhé. Nó liên quan đến tiết diện. Tiết diện. Hôm nay là buổi tổng ôn nó rất là quan trọng nên là các em phải chú ý nhá, chú ý. Câu 28 này các em đọc đề đi. Chúng ta cùng chữa. Một hình nón có đường sinh đúng không? Và góc ở đỉnh bằng 6 bằng 90 độ. Để cắt hình nón bằng một mặt phẳng alpha sao cho góc giữa alpha và mặt phẳng đáy của hình nón bằng 60 độ. Khi đó diện tích của tiết diện là nhá. Đấy, thật ra câu này nó hơi thiếu một tí. Các em phải bổ sung cho anh là cắt hình nón bằng một mặt phẳng alpha. Bổ sung thêm cho anh là đi qua đỉnh nhé. Đi qua đỉnh thì nó mới chuẩn được. Đây là, anh sẽ hướng dẫn chúng ta bằng cái mô hình vừa nãy. Các em cùng làm với anh đi, các em cùng vẽ cái hình nón này vào đi. Với những bài toán thiết diện là các em phải vẽ cả hình nón ra rồi. Chứ không có chuyện là chúng ta chỉ vẽ được một cái mặt tiết diện lớn này đâu. Nhớ. Với bài toán về tiết diện là chúng ta phải vẽ cả cái hình nón ra thì nó mới dễ hình dung. Chưa? Chờ, méo quá. Các em muốn vẽ đẹp ấy thì các em vẽ như này này, các em chấm cho anh cái điểm hai cái điểm ở giữa rồi các em nối nó vào ấy thì hình nó sẽ đẹp. Nhá. Đấy thì các em cùng đọc đề. Một hình nón có đường sinh bằng A đúng không? Đường sinh bằng A.
và góc ở đỉnh bằng 90 độ. Mục tiêu cho góc ở đỉnh bằng 90 độ ấy, góc ở đỉnh là cái góc này đúng không? Bằng 90 độ. Thì kem chia đôi ra, cái góc này 45 độ. Thì mục tiêu cho góc 45 độ để kem tìm được chiều cao và tìm được đường sinh, à, tìm được bán kính đáy. Đúng không? Đấy là cái mà anh vừa chữa giống như câu trên. Thì góc này 45 độ đúng không? Nhớ là góc ở đỉnh là cái góc SAB nhá. Đây, góc ở đỉnh là góc ASB. Góc này bằng 90 độ thì một nửa bằng 45 độ. Thì cho góc này 45 độ rồi thì các em sẽ tìm được các yếu tố. Yếu tố đầu tiên là liên quan đến gì nhỉ? À, bán kính đáy và yếu tố là chiều cao. Bán kính đáy các em tìm bao nhiêu? Sin 45 độ đúng không? Ừ. Sin 45 độ thì bằng đối chia cho huyền nhá. Sin đi học đối chia cho huyền là R chia cho huyền ấy. Huyền ở đây là S là A, cái đấy các em tìm được R bằng A căn 2 chia 2. Đây, có nghĩa là cái đoạn này bằng A căn 2 chia 2. Tương tự nhá. R các em tìm được bằng A căn 2 chia 2. Và tương tự các em cũng tìm được là chiều cao bằng A căn 2 chia 2. Thì câu này có thể hỏi chúng ta thể tích, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần cũng được đúng không? Thế nhưng bài toán này người ta không hỏi cái yếu tố này, mà người ta lại hỏi là đây, cắt hình nón bằng một mặt phẳng alpha đi qua đỉnh là đi qua đỉnh S này. Sao cho góc giữa cái mặt phẳng alpha này và đáy bằng 60 độ. Đúng không? Đấy thì nó các em quay lại hình nhá. Đây. Thì các em nhớ này, góc giữa cái mặt phẳng alpha và đáy chính là góc SMO. Các em thể ghi cho anh cái hai bổ sung này vào đây cũng được. Góc giữa cái mặt phẳng tiết diện ấy là mặt phẳng SAB ấy. Đúng không? SAB là mặt phẳng tiết diện với đáy, nó chính là cái góc SMO nhá, đỉnh giao chiếu như kiến thức mà các em đã học. Đúng không? Đây cái đường SM anh nối. Cái đường SM anh nối như thế này này. Để các em dễ nhìn thôi. Được không? Đấy thì cái góc SMO ấy chính là góc giữa cái mặt phẳng tiết diện với đáy. Cái này là chúng ta đã học rồi. Đấy thì góc giữa mặt phẳng SAB với mặt đáy nó chính bằng góc SMO. Thì chưa kem SMO. Đấy. Thì đây là cái chúng ta cần phải nắm được thôi. Bây giờ chúng ta quay lại bài nhé. Thì cái mặt phẳng chúng ta cắt, anh sẽ vẽ chúng ta cái mặt phẳng cắt đúng không? Sao đây nó không có màu? Đây. Ví dụ anh cắt ở điểm này thì chỗ này vì điểm A là B đấy rồi thì anh lấy là điểm khác nhá các em nhá. Các em đừng bị nhầm. Nhiều khi các em cứ áp dụng theo đúng cái trong anh đã dạy là không được, các em phải hình dung cơ. Thì anh không lấy cái điểm này điểm, anh gọi là cái điểm này điểm M và điểm N đi. Thì có vẻ cái tiết diện ấy đúng không, đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc là bằng 60 độ. Khi anh lấy cái điểm M điểm N đây rồi ấy, thì các em phải hình dung này, cái mặt phẳng này này là cái mặt phẳng tiết diện đúng chưa, là cái mặt phẳng tiết diện. Thì góc là góc gì? À, các em phải hiểu từ tâm O hạ một đường thẳng vuông góc. Được, vuông góc. Đấy, từ tâm O hạ một đường thẳng vuông góc. Đó. Đấy thì hạ vuông góc ở đây thì cái điểm này các em vừa anh lấy cái điểm này điểm M và điểm N rồi thì cái này điểm P đi đúng không? Đúng không? Chúng ta tự được quyền lấy mà. Không phải giống cái gì anh đã dạy nhá. Đấy thì các em màu này khó nhìn này. Đấy, đúng không? Đây điểm P thì có phải là góc của chúng ta là góc SPO không? Góc là góc SPO như vừa anh hướng dẫn. Nhớ P phải là trung điểm nhá, P là trung điểm ấy. Đấy thì thực tế là khi kem kẻ vuông góc ở đây thì nó sẽ là trung điểm. Ở đây nó không không là trung điểm nhưng mà thực tế nó phải là trung điểm. Đấy thì cái góc mà người ta cho này, cái góc này đúng không? SPO. Cái góc SPO người ta cho bằng 60 độ. Và mục tiêu là người ta phải tính diện tích của tiết diện. Thì kem nào nào? Khi biết góc này 60 độ. Thì đây đúng không? Chúng ta sẽ làm như sau này.
Đây nhá, đây là anh đang hướng dẫn để chúng ta hiểu thôi. Bây giờ mới vào cái chính. Diện tích tiết diện, anh viết tắt nhá. Nó chính là diện tích của tam giác SMN. Đúng không? Thì diện tích của tam giác SMN ấy, theo công thức. Nhớ này, P là trung điểm mà tam giác này tam giác gì? Vuông cân mà, thì nó sẽ là gì? Vuông tại đây, tam giác này sẽ là cân. Đúng không? SMN cân thì chỗ này cũng là vuông, FP cũng vuông. Với MN thì theo công thức nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân với FP và nhân với MN. Đúng chưa? Đấy thì kem lại bổ sung thêm công thức số 3 này vào đây cũng được nhá. Là diện tích của tiết diện. Theo công thức ở nhìn ở trên ấy thì nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân với SM và nhân với AB đúng không? AB. Có rất nhiều công thức mà các em có thể nhớ mà không thì không cần nhớ cũng không sao. Chúng ta nhớ hình hình dung bằng đầu là được rồi. Đúng chưa? Thì quay lại bài. Thì diện tích cần tìm nó sẽ là 1 phần 2 SP nhân với MN. Bây giờ chúng ta tìm được SP, tìm được MN coi như là xong bài này. Đấy thì giờ tìm kiểu gì? SP tìm kiểu gì và MN tính kiểu gì? Thì SP dễ rồi đúng không? Anh vẽ riêng cái tam giác vuông này ra ngoài nhá. Em vẽ riêng cái tam giác này ra ngoài. Vuông tam giác này vuông này. O S P đúng không? OSP là tam giác vuông tại O. Đúng chưa? Mà đề bài SO chúng ta vừa tính được rồi. SO nó bằng A căn 2 chia 2. Mà góc này người ta cho 60 độ. Thì bây giờ các em sẽ tìm được OP là 1. Đúng không? Và các em tìm được SP là 2. Đấy thì anh tìm SP trước. SP nó sẽ là sin của 60 độ. Sin bằng đối chia cho huyền. Nó sẽ bằng A căn 2 chia 2. Và các em chia cho SP và từ đó các em tìm được SP thì SP các em sẽ tìm được nó sẽ bằng A căn 2 chia 2 chia sin 60 độ nhá. Đấy, nó bằng A căn 2 chia 2 sin 60 độ nó bằng sin tăng tấm đi các em ra bao nhiêu căn 2 chia 2 đúng không và chia sin của 60 độ. Rồi nó bằng căn 6 chia 3 nhá. SP xong rồi, kem Pythagore kem ra cho anh OP đi. Đấy thì theo Pythagore đúng không? Căn của SP bình trừ đi OS bình sẽ bằng OP bình. Sẽ bằng OP. Thì chính là căn của căn 6 chia 3 bình. Và kem trừ đi căn 2 chia 2 bình. Đấy, kem được căn 6 chia 6 thì kem ra được là gì? OP bằng căn 6 chia 6 nhé. Nhân A và thêm cho anh nhé. Nhưng mà đây, A căn 6 chia 6 và A căn 6 chia 3. Đúng không? Căn 6 chia 3 và căn 6 chia 6. Xong rồi. OP tìm được rồi. SP tìm được rồi. SP là xong rồi. Bây giờ tìm MN thôi. À, tìm MN thì chúng ta tính được gì? Đây, nhìn vào đây này. Anh nối O với M. Tam giác này tam giác vuông này. OP biết này. MN chính là bán kính đáy này. Bán kính đáy nó bằng A căn 2 chia 2 này. Đúng không? MN bằng A căn 2 chia 2 này. Đấy thì MN biết. À, anh xin lỗi. OM biết. OM là bán kính đáy. A căn 2 chia 2. OP biết. Thì tìm được MP. Tìm được MP. Kem nhân đôi lên. Ra MN. Để tính tiếp. Là có. Đúng không? OM biết rồi. MP cần tính thì Pythagore có MP bình phương cộng với PO bình phương bằng với MO bình phương. Đúng chưa? Vuông tại đâu? Vuông tại P mà thì Pythagore có MP bình phương cộng PO bình phương bằng OM bình phương. Từ đó các em tìm được cho anh MP đi. MP bình phương sẽ bằng OM thì chính bằng A căn 2 chia 2 bình phương. Trừ đi OP chúng ta vừa tính là A căn 6 chia 6 bình phương. Đấy thì các em tính bằng bao nhiêu?
thì suy ra MP nhá, kem tính được nó bằng kem lấy căn đi. Đấy. Nó sẽ là căn của căn 2 chia 2 bình. Căn 3 phần 3. Ừ, căn 3 phần 3 nhá. Rồi căn 3 phần 3. Thì MP biết thì kem tính được MN nó gấp đôi lên thôi. Nó sẽ bằng 2A căn 3 phần 3. Nếu kem thế vào đây, kem sẽ tìm được diện tích của tiết diện. Tóm lại diện tích của tiết diện ấy, nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân SP. Thì SP chúng ta vừa tính ở đây này, nó bằng A căn 6 chia 6. Và MN chúng ta vừa tính ở đây, 2A căn 3 chia 3. Và tóm lại nó còn bao nhiêu? 2A căn 18 chia cho 18 à? Được rồi. Ừ. Đúng rồi nhỉ, có sai đâu đâu. À từ từ, kem bấm ra bao nhiêu? Ba căn này chia cho 32. Căn 2 phần 6 anh ạ. Căn 2 phần 6 á? Căn 2 phần 12 nhá. Phải nhân 2 lên nữa này. Thì căn 2 phần 12 có kết quả không? Hình như không. Ừ. Sao cho góc alpha vào mặt đáy của hình nón 60 độ? Sao cho góc giữa alpha cắt hình nón bằng một mặt phẳng alpha? Sao cho góc giữa alpha và đáy là một và mặt đáy 60 độ? Rồi góc này 60 độ, đúng rồi. Khi đó diện tích của tiết diện, đúng rồi, diện tích nó sẽ bằng 1 phần 2 SP nhân với MN, đúng chưa? Nhớ anh hướng dẫn lại luôn nhá. Còn đâu nếu mà kết quả nó không có thì có nghĩa đề nó sai đâu, hoặc là chúng ta tính sai ở đâu thôi. Thì anh hướng dẫn lại để chúng ta nhớ này. Đây, cái tiết diện là tiết diện SMN, đúng chưa? SMN thì diện tích của tiết diện nó sẽ bằng 1 phần 2 SP nhân với MN. Nhớ SP là cái gì thì mà các em biết rồi. Từ ô hạn đường thẳng vuông góc vào, đúng không? Đấy. Thì SP tính và MN tính được thì là xong. SP tính được là vì góc là 60 độ này. Đúng chưa? Góc là 60 độ này. Thì chúng ta có tan của 60 độ. Nhớ. Tan của 60 độ thì bằng đối chia cho gì? À, hình như anh tính sai cái đoạn này. Khả năng là thế. Hình như anh tính sai cái đoạn này. Có sai không nhỉ? A căn 6 chia 2 rồi chia sin 60 độ. Căn 2 chia 2 rồi chia sin 60 độ. Căn 6 chia 3. Đúng rồi mà. Sin bằng đối chia cho huyền. Thì cái này em tính được bằng căn 6 chia 3. Đúng rồi mà. SP đúng rồi. SP đúng rồi. Thì OP cũng đúng. OP bằng A căn 6 chia 6. Đúng rồi. Thì SP và OP đều đúng. Đúng không? Thì em thay vào đây, chúng ta sẽ tìm được OP biết rồi mà, và MO cũng biết mà, thì MO biết, OP biết thì trừ đi thì kem ra được MP. Thì MP nó bằng A căn 3 chia 3. Thì MP biết thì kem sẽ tìm được MN, MN biết và SP biết thì kem thế vào đây ra được diện tích nhá. Thế thôi, anh không chút nữa đâu. Còn đâu có khả năng là đề nó sẽ sai đâu. Đấy là câu 28 được chưa nhỉ? Rồi, đấy là chúng ta nói về tiết diện liên quan đến mặt nón nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nói về tiết diện của hình trụ. Được chưa? Đấy thì em nhớ cho anh là liên quan đến bài toán về tiết diện của hình nón là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ nói về tiết diện của hình trụ.
Đấy. Thì thiết diện của hình trụ thì dễ rồi đúng không? Như chúng ta vừa xem mô phỏng ấy. Đấy. Chúng ta vừa xem hình mô phỏng và xem video mô phỏng đúng không? Đây nó không có. Thì chúng ta biết là tiết diện của hình trụ ấy thường nếu mà đi thi thì chúng ta hay gặp cái trường hợp này thôi. Đây các em nhìn thấy cái hình này. Đây chính là cái hình này. Đấy. Được chưa? Cái thường thì đi thi người ta sẽ hay cho cái hình tiết diện như thế này thôi. Các em nhớ. Đấy thì tiết diện như thế này sẽ hay áp dụng vào làm bài tập như thế nào? Đây các em vẽ cho anh hình trụ vào. Đấy, thì thường tiết diện các em nhé. Thường tiết diện ấy, người ta sẽ là cái hình mà chúng ta vừa nhìn thấy. Nó sẽ là cái hình như thế này này. Em vẽ ở bên này đi cũng được nhé. Không sao, bên nào cũng được. Cái bên nào mà các em nhìn thấy nó dễ thì các em vẽ thôi. Đấy. Đấy, ví dụ các em có cái tiết diện là cái mặt này này. Được chưa? Đấy, thường bài toán đầu tiên là bài toán gì? Đây là ô phải nhá. Đấy thì bài toán đầu tiên hay gặp nhất là cũng bài toán về tiết diện, là bài toán về tính diện tích của tiết diện. Đúng không? Đấy. Thì bài toán về diện tích của tiết diện thì nó cũng giống như những bài toán kia thôi. Nhá, các em chú ý cho anh. Diện tích của tiết diện nó chính bằng gì? Anh đặt cái cạnh này nhá, AB CD. Thì diện tích của tiết diện ấy nó sẽ bằng AB và kem nhân với BC hoặc là nhân với AD. Chưa? Dài nhân rộng thôi tại vì nó là hình chữ nhật. Thế thì được cái là rất là dễ, đây nhìn vào đây biết ngay là AD thì nó bằng chiều cao hoặc là bằng đường sinh. Đúng không? Đấy là sẽ bằng đường sinh hoặc là chiều cao và kem nhân với AB thôi. Thì AB thì đề bài cho hoặc là chúng ta phải tính thì tùy thuộc vào bài toán nhá. Đấy thì cái công thức số 2 các em phải nắm được này. Giống hệt bài toán kia không khác gì là bài toán về khoảng cách. Thì khoảng cách từ tâm O cho đến cái mặt này nó chính là cái đoạn O OM mà các em hạ vuông góc vào này. Được chưa? OM. Đấy thì M nó sẽ là trung điểm, các em có nhớ nhá, kẻ vuông góc vào thì M phải là trung điểm của AB. Đấy thì các em ghi cho anh là công thức số 2 là gì? Là khoảng cách từ O cho đến cái mặt tiếp diện ấy, ABCD. Nó chính bằng cái đoạn OM. OM này nhá. Hình trụ thì khoảng cách nó rất là dễ nhìn, nó chính là OM thôi. Đấy thì có OM rồi thì nếu mà khoảng cách người ta cho, anh đặt cái khoảng cách là D. Thì có một công thức rất là quan trọng. Đây là công thức liên quan đến cái đường tam giác này. Đấy, tam giác này thì các em sẽ áp dụng Pythagore đúng không? Pythagore thì các em sẽ có là gì? OA bình phương là bán kính bình phương ấy, nó chính bằng OM bình phương và cộng với MA bình phương. Hay anh thế và anh sẽ có một công thức rất là hay. OA ở đây chính là R bình phương, OM ở đây chính là khoảng cách bình phương thì bằng MA bình phương, thì MA nó bằng một nửa của AB, nhưng mà anh sẽ không hay áp dụng công thức đấy, anh vẫn để MA nhé. Thế thôi, từ đây các em tìm được MA đúng không? MA chính là theo Pythagore nó là căn của R bình và trừ đi D bình. MA biết thì AB biết, AB các em sẽ tìm được nó sẽ bằng gì nhỉ? Hai lần MA, hai nhân với căn của R bình trừ D bình. Thế từ đấy thì các em biết AB rồi, các em có thể áp dụng và thế lại công thức diện tích đúng không? Từ đây chúng ta có công thức số 3 là công thức bổ sung của công thức số 1. Diện tích của tiết diện khi các em tính xong AB rồi thì diện tích của tiết diện nó bằng, các em thay h vào thôi, nó sẽ bằng 2 nhân h
và nhân với căn của r bình trừ d bình. Đấy là một bài toán rất là hay. Đấy, đấy là bài toán tiết diện của hình hình trụ thôi, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy thôi nhá. Hình trụ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm bài tập và chúng ta sẽ làm nhé. Đấy, thì đây là liên quan đến bài toán tiết diện của hình trụ. Rồi, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập nhé. Không có bài tập ở đây à? Trong cái file ôn tập này thì nó lại không có cái câu liên quan đến phần phần như thế. Câu 30 này là câu mà liên quan đến phần chúng ta vừa học này. Được chưa nhỉ? Liên quan đến khối nón. Thì bây giờ anh sẽ cho chúng ta một bài tập, các em thử áp dụng xem nhé. Em ghi như sau, ví dụ giờ cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, bằng 3 cm nhé, chiều cao bằng 5 cm, 5 cm. Đấy, cũng như là hình trụ thì chúng ta đã biết chiều cao, biết bán kính đáy rồi. Được chưa? Tính diện tích tiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với đáy và cách trục nhé. Vuông này là vuông nhé. Vuông góc với đáy và cách trục một khoảng bằng 2 nhé, một khoảng bằng 2 cm, bằng 2 cm. Đấy, các em làm cho anh đi bài giải thì mô hình và hình nó như thế nào, thì nó giống hình ở trên này, các yếu tố gì biết này. Đây, một hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm, có nghĩa là đề bài cho biết bán kính bằng 3 cm, chiều cao 5 cm, tính diện tích tiết diện cắt bởi cái mặt phẳng vuông góc với đáy, đây là cái mặt phẳng ABCD đây, và cách trục một khoảng bằng 2 cm, à chính là cái đoạn OM bằng 2 cm. Đấy, thì các em suy nghĩ xem.
10 căn 13. Bằng 10 căn 13 đúng không? Đấy thì nó khá là dễ thôi. Thì chúng ta áp dụng công thức cuối cùng thôi nhé. Thì diện tích của tiếp diện ấy cần tìm đúng không? Nó sẽ bằng 2 nhân với chiều cao. Đấy. Thì vì sao 2 ở đâu? Thì thật ra ấy, nó sẽ là chiều cao đúng không? Nó sẽ là chiều cao và nhân với AB. Thật ra nó chỉ là nó sẽ là chiều cao nhân với AB thôi. Đấy thì chiều cao để bài cho nó bằng bằng 5 rồi. AB cần tìm thôi. Thế thì AB tìm nó sẽ là công thức này này, đúng không? AB tìm nó sẽ bằng 2 lần của AM, mà AM theo Pythagore nó sẽ là căn của R bình, đúng không? Căn của cái đoạn này, R bình và trừ đi 2 bình. Chính là căn của 3 bình và trừ đi 2 bình. Và kết quả bằng bao nhiêu em nhỉ? Căn âm 10 căn 13. 10 căn 13. 10 căn 5 ạ. 10 căn 5 chứ nhỉ? Nhá, chú ý. Chỗ này phải là trừ nhé, không phải là cộng nhá. Đúng không? Tính AB thì phải gấp đôi hai lần AM, mà AM thì phải là căn của R bình trừ đi 2 bình chứ. 3 bình trừ đi 2 bình chứ. Đấy thì đơn vị ở đây là cm khối. À đâu, cm vuông. Diện tích tiếp diện mà. Đúng chưa? Đấy. Thì đấy là cái dạng mà chúng ta hay gặp về bài toán điện tiết tiết diện của hình trụ nhá. Và các em ghi cho anh sang phần 2.3 đó, bài toán về diện tích của hình cầu, diện tích tiết diện của hình cầu. Cầu. Thì diện tích tiếp diện của hình cầu thì Kem nhớ cho anh cái mô hình như vừa nãy thôi, cái mô phỏng mà vừa anh cho chúng ta xem video thôi đúng không? Đấy. Anh vẽ lại nhá. Đây ví dụ nhá. Kem có một cái mặt phẳng cắt cầu đúng không? Đây một cái mặt phẳng cắt cầu như thế này. Thì cái tiếp diện này nó vẽ nó sẽ là hình một hình tròn này như thế này, các em hiểu không? Nó sẽ một cái hình tròn như thế này này đấy, một cái mặt phẳng cắt cầu nó sẽ được tiếp diện là một hình tròn như thế này, được chưa? Một cái hình tròn như thế này thì trong công thức ở đây nó rất là dễ, thì anh sẽ quy về cái mặt phẳng mà hồi xưa anh hay hướng dẫn chúng ta nhá, chúng ta sẽ quy về một cái mặt phẳng tiếp diện lớn nhất. Đây là tâm cầu đấy, thì cái mặt phẳng cắt lên là cái mặt phẳng này. Nhưng để anh vẽ lại. Mặt phẳng cắt chính là cái mặt phẳng này. Đấy. Thì từ đây đến đây đúng không? Cái đoạn này nó chính là khoảng cách, nó chính là khoảng cách từ tâm Y cho đến cái mặt phẳng tiếp diện. Đúng, các em nhìn dung được không? Đấy thì cái đoạn này nó chính là khoảng cách, ký hiệu là D các em nhé. Đấy, nó chính là khoảng cách từ tâm Y đến cái mặt phẳng tiếp diện. Người ta ký hiệu là khoảng cách D. Và cái này là gì? Cái này nó chính là gì? Bán kính của cầu. Và cái đoạn này là gì? Cái đoạn này ấy, đây chính là cái đoạn các em nhìn màu, anh lấy màu đen đi nhá. Đây cái đoạn này. Được chưa? Nó gồm có ba yếu tố quan trọng. Anh nhìn vào hình này rất là dễ dễ hiểu. Từ đây đây sẽ là bán kính đáy. Bán kính cầu, bán kính cầu. Từ đây là khoảng cách. Từ đây là bán kính của mặt phẳng tiếp diện R nhỏ. Bán kính của mặt phẳng tiếp diện. Thì công thức đầu tiên các em phải nhớ được, mà nó chỉ là một công thức thôi, nó không có nhiều công thức đâu. Trong bài toán này nó chỉ có duy nhất một công thức thôi, em ghi vào nhé. Đây, b bình phương cộng r bình phương bằng r lớn bình phương, trong đó các em có thể ghi cho anh d nó là khoảng cách từ từ tâm cầu đến đến đâu, nó chính là đến cái mặt phẳng tiếp diện đúng không? Mặt phẳng tiếp diện anh viết tắt nhá, MPTD, mặt phẳng tiếp diện đấy là khoảng cách D. R nhỏ đây là cái gì? R nhỏ là liên quan đến bán kính của mặt phẳng tiếp diện đúng không? Bán kính của đường đường tròn tiếp diện, đường tròn tiếp diện, tại vì tiếp diện nó là đường tròn mà.
Và cái cuối cùng này R lớn đây là cái gì? Thì R lớn ở đây ấy, nó chính là bán kính của khối cầu. Được chưa đấy? Thì đấy là bài toán liên quan đến diện tích tiết diện với hình cầu nhá. Diện tích tiết diện cắt bởi hình cầu, cắt bởi cái mặt phẳng đi đi qua cầu. Thì các em nhớ cho anh công thức này. Bây giờ các em sẽ áp dụng làm bài tập. Em ghi vào đi. Rồi, chúng ta làm bài tập nhé. Và anh thấy bài tập ấy nó đâu rồi? Làm cái gì đâu mà cái ngày nó phải lưu lại làm gì nhỉ? Đây kem này. Đấy kem làm trên câu 17. Câu 17. Cho một hình cầu có đường kính, nhớ đường kính nhá, mặt phẳng P cắt hình cầu theo tiết diện là một hình tròn có bán kính, và người ta bảo tính khoảng cách từ tâm của hình cầu cho đến mặt phẳng P. Dễ quá đúng không? Chúng ta áp dụng cho anh công thức đi, mời anh chúng ta mới học xong. C ạ. Ừ. C đúng không? Vì sao C nhỉ? D bình sẽ bằng R lớn bình trừ R nhỏ bình ạ. Đúng không? Có nghĩa là chúng ta vừa mới học công thức là D lớn D bình cộng với R nhỏ bình bằng R lớn bình. Đấy thì chúng ta áp dụng thôi, có đường kính rồi thì bán kính nó bằng a căn 3, bán kính của cầu là a căn 3 bình phương đúng không, thì d bình này cần tìm r nhỏ ở đây là bài cho a căn 2 kem thay vào. Đấy, từ đây kem sẽ ra kết quả nó bằng bao nhiêu, 3 trừ 2 là kem lấy căn của nó chính là gì nhỉ, a chứ nhỉ. Hay là căn 3 nhỉ? Cái gì bao nhiêu nhỉ, 2 1 trừ 2 trừ 1 vào đi, nó bằng a chứ đúng không. Đó, đấy là câu 17 các em nhé. Đấy, các em tự tính nốt cho anh cho đoạn cuối này, đoạn cuối anh tính nó bằng a.
Rồi, xong rồi thì chúng ta ghi tiếp cho anh nhé. Anh ơi, chỗ cái cuối là 2 căn 3 mà anh. Thì bài cho đường kính phải chia đôi chứ. Đúng chưa? Đề bài cho đường kính cầu mà thì phải chia đôi thì nó bằng a căn 2, a căn 3 chứ, đúng không? Các em đừng bị nhầm nhé. Rồi đấy là câu 17. Rồi, bây giờ các em ghi sang phần tiết diện xong rồi đúng không? Bây giờ các em ghi cho anh sang dạng số 3 nhé. Đấy, dạng số 3. Dạng số 3 là cái gì? Thì dạng số 3 là những bài toán về khối cầu ngoại tiếp, đúng không? Khối cầu nội ngoại. Nội tiếp, ngoại tiếp ấy. Nội tiếp, ngoại tiếp. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Giờ khối cầu nội tiếp ngoại tiếp, khối hợp chữ nhật hay là khối lập phương, thì cái này thôi các em về nhà các em tự xem lại cho anh bữa hôm trước nhé. Thế thì nó rất là dễ thôi, các em ghi cho anh dạng số 4. Khối cầu ngoại tiếp, khối cầu ngoại tiếp. Được chưa? Đấy thì khối cầu ngoại tiếp cái gì? Thì chính là các bài toán về khối cầu ngoại tiếp hình chóp. Hình chóp. Hình năng trụ. Hình năng trụ. Đấy, thì đấy là dạng số 4. Dạng số 5 nhá. Bài toán min-max tổng hợp. Bài toán nón trụ cầu. Có nói về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Thế thì cái dạng này là dạng khó. Nhưng cái dạng số 5 là dạng khó. Thì khi chúng ta sẽ ôn ôn học kỳ và khi mà các em ôn ôn thi đại học ấy, thì bạn nào mà cần thì anh sẽ hướng dẫn thêm cho các em dạng này thôi, anh sẽ hướng dẫn riêng nhé. Còn đâu đại đa số chúng ta cái dạng này nó khá là khó thì có bài tập nào anh sẽ chữa bài tập đấy thôi, thì anh sẽ không hướng dẫn cụ thể nữa. Thì vì cái dạng này nó rất là khó thì các em cứ cố gắng là làm chắc được những cái dạng trên là tốt rồi. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đề nhé. Các em đi xong chưa? Rồi. Tuần sau thì các em đi học lại nhé. Đấy, tuần này anh có việc việc đột xuất anh về quê mà anh cũng đang bị hơi bị đau đầu ấy, đang Không cái đi đâu anh ạ. không đi được à? Đường đang đấy nó làm hết rồi. Bạn em đi lượt 3 4 vòng mới đến được nơi. Thế nó đang Lúc là cái làm đường được ở trong ngõ ấy cái là đang làm, nó đang đào. thế thế đi cái đường D xuống có được không? Đường D đi xuống đường làng, nó làm cả một đoạn đường ấy luôn mà anh. Có hai đường ấy, là có phải là một cái đường đi từ từ đường Mương Ý ý vào. của em là cái đường đường vào trong ngõ ấy luôn đấy, còn đường ngoài thì vẫn đi vòng được, đường trong ngõ ấy. Đường trong ngõ Trong ngõ quạch vào thì chặn mình tới quạch vào ấy. nhưng mà đi từ à Nó làm cả một đường dọc cái đường ấy luôn đấy. à nó làm cả cái đường đấy à? Vâng. Anh hiểu ý em rồi. Còn cái đường ngoài thì mình vẫn đi vòng được, nhưng mà hôm nay em mới biết, em mới lòng vòng 3 4 vòng mới quay lại đến đấy. Thì anh biết là có một cái đường nữa nhưng mà nó làm cả đường đấy thì mình bị hai đầu đều chặn đúng không? Vâng. Ừ, anh Nếu mà tưởng chặn một đầu. làm một đoạn thì đường D vẫn xuống được. Ừ, đấy thì anh tưởng chặn một đầu tôi nhưng mà đây là chặn hai đầu, là cái đúng cái đường đấy làm luôn gì, cái đường nhà vào nhà chị này làm luôn thì đúng rồi, như thế thì mình không không vào được.
Đi bộ anh ạ. Đi bộ thì để xe ở đâu? Em, nhà bạn em gần ở đường đấy anh ạ. Khả năng gửi ông hàng xóm. Để anh mai ngày kia anh hỏi đi nào, chúng ta còn 2 ngày nữa mà đúng không, hôm thứ thứ năm à, hôm thứ hai chúng ta mới học, thì tình hình cứ như thế nhá, không thì tuần sau chúng ta sẽ học hôm thứ năm nhá, có nghĩa là tuần sau chúng ta sẽ học thứ hai thì là sẽ học rồi, nhưng mà nếu mà cái hôm thứ bảy chúng ta sẽ học vào hôm thứ năm thì hôm thứ năm chắc là đi học được, thứ Được hai anh. chúng ta ừ. Anh ơi, thứ năm bọn em học văn mà anh. À thế à, học văn đến mấy giờ về? 8 giờ mới xong anh ạ. À ok. Thế thì để anh xem tình hình như nào đã anh bảo nhá. Anh phải hỏi chị á. Chung hôm nay đi đá bóng ở đâu? Em đã ở ở dưới lại yên anh, À, đá Đại Yên à? xong thì em phóng lên đấy. Nào nào. Chú ý Vâng, nhá, lần cũng sau hơi thì sai rồi, bọn nó còn bùng cho em cơ, em hơi cay bọn ý đấy. bùng bùng đá bóng á, hay bùng cái gì? Vâng đúng rồi anh, bọn em đến xong thì bọn nó kiểu không thấy bạn, không thấy sân đâu ấy, bảo đi về, thế bọn em phải trả tiền sân 4 lít. Ừ, đã đá đâu mà trả. Ơ như thế có nghĩa Nhưng mà là hôm chưa nay, đá mình đã đặt rồi, chưa đá mình đã. nhưng mà có nghĩa là hôm nay nếu mà em đá bóng thì em không học đúng không? Không, em vẫn phải về chứ em sao mà bỏ được. Em bảo là nên đấy không đá bóng thì đi đi vào lớp học luôn làm gì? Không anh, bọn có nghĩa là bọn em 6 giờ đá thì 7 giờ em về anh, 7 giờ kém em về em phóng lên lớp. Đá có một ít thôi gì? Đá có 1 tiếng à? Vâng. À. Còn đâu chọn là đá lút. Nhưng mà có được đá đâu. Thế là mất tiền mà không đá, không phải không được mà bọn em không đủ người đá thôi đúng không, làm gì mà không được. Vâng, bọn thì trốn anh ạ. Ừ. Ô, bây giờ các em còn một ít thời gian các em ngồi các em luyện nhá, đến luyện đến đâu thì cần hỏi đến đâu thì các em hỏi anh nhé, tại vì hôm nay anh đang bị đau đầu nên là các em cứ làm đi, thì cái gì cần hỏi thì các em hỏi anh nhé, thì cái file này anh sẽ gửi cho các em luôn, các em ngồi các em làm. À, các em nhìn vào đây này, các em nhìn vào đây trước nhé. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 là các câu về lý thuyết, đúng không? Thì câu 1 cho đến câu 5 thì cực kỳ hay gặp trong đề thi. Ít nhất là trong đề thi nó phải có một trong, ít nhất là một trong 5 câu này. Có nghĩa là nó có thể rơi vào câu 1 hoặc là câu số 5 gì đấy. Thì câu 1 là câu liên quan đến về về lý thuyết, đúng không? Thì các em đọc câu đề câu 1 và các em chọn cái gì nhỉ? À. Kể cả các khối nhá. Ừ, kể cả các điểm bên trong đúng không? Thì các em nhớ này, kể cả các điểm bên trong có nghĩa là nó sẽ là một khối đặc. Đúng không? Kể cả các điểm bên trong nó sẽ phải là một khối đặc thì nó sẽ phải là khối nón. Được chưa? Khối nón. Đấy. Chú ý cho anh là như vậy, đừng bị lừa. Đừng bị lừa sang mặt nón nhá. Anh cho các em tầm 5 đến 10 phút, các em cứ làm 5 câu 1, 5 câu 1 rồi chúng ta bắt đầu chữa nhá. Từ câu 1 cho đến câu số 6 đến tầm 20 giờ 45 anh sẽ chữa nhá. Các em ngồi các em làm đi.
Các em ơi, chúng ta chữa nhá. Từ câu 1 cho đến câu số 6. Câu 2 là các em chọn gì nhỉ? A. Một khối trụ hỏi nếu tăng chiều cao và tăng bán kính đáy thì công thức của khối trụ ấy nó là gì? Công thức của khối trụ nhờ các em nhỉ? Pi R bình H. Pi R bình H. Đúng rồi. Pi R bình H. Đúng rồi. Thì chiều cao tăng và bán kính tăng thì cái gì cũng tăng cùng. Thể tích cũng tăng đúng không? Đấy thì đề bài người ta bảo là cái gì tăng hai lần đây? Chiều cao tăng hai lần nhá. Thì chiều cao tăng hai lần thì thể tích cũng tăng hai lần. Bán kính tăng 3 lần thì thể tích tăng bình phương là lên đúng không? Nó phải 9 lần, 9 x 2 18. Đấy, đấy là câu 2. Rồi câu 3 hay sao nhỉ? D ạ. Rồi, trong không gian cho hai điểm A và B. Câu 2. Câu 3 C hay D? D. Tập hợp các điểm M sao cho diện tích của tam giác MAB bằng K. Có nghĩa diện tích của tam giác MAB không đổi. Em nhớ nhá. Đấy, diện tích của tam giác MAB không đổi. Đúng không? Nghĩa, diện tích của tam giác MAB bằng K là không đổi. Thì nó phải là một mặt trụ em nhá. Chú ý cho anh câu này. Hồi xưa anh đã cho chúng ta một câu như thế này rồi mà. Đúng không? Trong cái bài về mặt trụ là anh đã hướng dẫn chúng ta về bài toán này rồi. Đây này. Đấy, chúng ta có điểm điểm A và điểm B đúng không? Đấy, tập hợp điểm M thì điểm M nằm đây này các em này. Điểm M nằm đây đúng không? Thì độ giá AB không đổi rồi mà khoảng cách đúng không này? Đấy, diện tích không đổi mà. Thì diện tích của tam giác MAB không đổi. Đồng nghĩa là khoảng cách từ điểm M đến AB cũng không đổi. Đấy thì nó sẽ nằm trên một cái mặt trụ. Điểm M nằm đâu chăng nữa nhá. Thì khoảng cách nó vẫn không đổi, đúng không? Khoảng cách nó vẫn giữ nguyên thì diện tích nó sẽ không đổi. Đấy thì câu này phải là một mặt trụ nhá, chứ không phải mặt cầu đâu. Câu 5 thì sao nhỉ? Câu 5, câu 4 các em chọn gì? Câu 4A. Câu 4 mới là một mặt cầu. Nhá. Nó lại bị rồi, câu 4 là các em chọn A nhá. Đây là những câu lý thuyết thôi, nó rất hay hay hỏi trong đề thi. Các em nhớ này, điểm M mà nhìn AB một đoạn là 45 độ, 90 độ thì giống như này. Đây có một mặt cầu đúng không? Cầu. Đấy thì cái điểm M này các em nhớ nhá, AB sẽ là đường kính. Một cái điểm M bất kỳ như kiến thức lớp 9 các em đã học ấy thì điểm M nhìn có phải là nhìn đường kính dưới một góc vuông không? Dưới một góc là 90 độ. Đấy là kiến thức của lớp 9. Câu 9 ở câu 5 thì sao nhỉ? Rồi câu này dễ rồi. Đấy, cho một khối nón tính thể tích là có thể tích. Thì thể tích của khối nón là bằng pi r bình h. Thì chiều cao đấy là biết rồi. Các em thay vào đây thôi. Đây là 4 pi đúng không? Bằng pi nhân với r bình và nhân với chiều cao bằng 3. Thì từ đó các em tìm được r. Thì câu này là gì nhỉ? Vừa nãy bạn nào bảo gì? Huấn bảo bán kính mà. Sẽ A được. Anh xin lỗi. Chỗ này phải là 1 phần 3 nhá. Đúng rồi. Đây, 1 phần 3 đúng không? Đấy, anh còn quên cơ mà. Nhanh quá đấy. Nếu chỗ này 1 phần 3 thì 3, 3 hết thì R bằng 2 đúng rồi nhá. Rồi. Câu 6 hay sao nhỉ? B ạ. Cho đường thẳng D cố định. Đường thẳng D song song với đường delta song song với D. Cách D một khoảng không đổi. Xác định mặt tròn xoay tạo thành delta. Mặt tròn xoay ở đây là gì? Nhớ này. Các em hiểu phân biệt cho anh hình trụ và mặt trụ nhá. Mặt ấy chỉ là cái mặt mà nó kéo dài ra vô tận thôi. Còn đâu hình nó phải có đáy. Đấy thì mặt trụ thì nó không cần phải đáy. Mặt trụ là các em hiểu mặt bề ngoài thôi. Hình là phải có cả đầu cả cuối. Thế chú ý cho anh thì câu này các em hiểu là mặt trụ nhá, không phải hình trụ, mặt thôi. Đấy.
Câu 7 sao? Bây giờ chúng ta làm tiếp từ câu Ok. 7 nhá. Cho đến câu 10, 12 rồi đến trước. Thì câu 7 chúng ta làm trước đi. Khẳng định sai đúng không? Sai. Em check lại cho anh những cái câu ở trên nhá, nó rất là hay gặp. Và nó rất là hay, nó rất là hay. Bây giờ kem luyện đề rất hay có nên là kem cần phải chú ý cho anh. Những cái câu ở trên nó là lý thuyết thôi nó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ. Câu 7 thì sao nhỉ? B ạ. B. Cắt hình trụ tròn xoay bằng một mặt phẳng song song với trục thì thu được tiết diện là hình vuông. Cắt hình trụ tròn xoay bởi một mặt phẳng song song với trục thu được tiết diện hình, làm sao mà hình vuông được đúng không? Hình vuông là trường đặc biệt nhé, hình vuông là trường đặc biệt nhá. Nó phải là hình chữ nhật nhé các em nhé, hình chữ nhật trường vuông, tại vì hình vuông là trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật đấy, thì không không thể được hình chữ nhật thì mới đúng, nhưng còn đâu hình vuông thì không đúng. Rồi đấy, các em ngồi các em làm tiếp cho anh từ câu số 8 cho đến câu 13, sau đó rồi anh sẽ chữa nhá. Câu 8 câu 12 trước. Từ câu 8 đến câu 12 các em cố gắng làm trong 10 phút nhé. Đến 9 giờ thì anh bắt đầu chữa từ câu 8 đến câu 12. Bạn làm xong rồi thì các em cứ gửi đáp án cho anh nhé để anh check. Rồi anh sẽ chấm, anh hướng dẫn luôn. 2A, 3C, 4A, 5A, 6. Huyền làm đúng hết rồi đúng không? 6B. 6A nhá, 6A nhá Huyền nhá. Chú ý cho anh. Là phải làm một mặt trụ.
Ok, Kem ơi, chúng ta chữa nhá. Rồi, 8A, 9A, 10C, 11B, 12D, 8A, 9C, 10C, 11B, 12B, khác nhau rồi đấy, đúng không? Chúng ta chữa xem 8 chọn gì. Câu 8 là các em chọn A rồi đúng không? Anh không chữa nữa nhá. Các em chọn giống nhau, các bạn khác đâu nhỉ? Câu 8 là A rồi, anh không chữa nữa nhỉ? Câu 9. Một cái cốc hình trụ có chiều cao đựng được, trong đây thể tích nhá. Đây là thể tích em nhá. 0,5 lít nước là thể tích. Hỏi bán kính của đường tròn đáy của hai cốc của cốc xấp xỉ bằng bao nhiêu? Thì thể tích là 0,5 này thì bằng pi nhân với r bình đúng không, và nhân với chiều cao h đấy. Thì đến đây thì kem thay vào đây thôi nhớ, kem rút gọn mà kem tìm cho r bình thôi thì kem đấy không phải đổi phải đổi 0,5 lít sang cm khối nữa anh ạ. Thì kem đổi hộ anh cái này sang decimet khối nhá, tại vì lít thì kem nhớ này, một lít thì bằng cái gì nhỉ, nhớ bằng một decimet khối á. Một decimet khối đấy, thì không thì kem có thể đổi từ lít này sang cm khối cũng được, không thì kem có thể đổi cái này theo đề rồi chúng đổi lại nhá. Thì 15 cm nó sẽ bằng 1,5 decimet đúng không, 1,5 decimet nhá. Thì chúng ta sẽ tính toàn bộ theo decimet, thì khi đó thì chúng ta tìm được r rồi, kem lại đổi ra cm, hiểu không? Thì đây các em sẽ được là thế vào đây. Nó sẽ là thế, anh cứ dưới nha. 0,5 này bằng pi nhân với r bình là cần tìm, h là bằng 1,5. Tính cho đơn vị decimet hết các em nhé. Lít thì là bằng decimet khối mà. Đấy, từ đấy tìm được r bao nhiêu nhỉ? Không phẩy năm đúng không? Các em chia cho mở ngoặc pi và nhân với 1,5. Rồi đấy là ra được r bình. Các em lấy căn. Nó xấp xỉ là 0,32 thì các em phải nhân với 10 thì mới ra được centi đúng không? Thì kết quả nó bằng 3,26. Cho này phải biết làm tròn nhá. Các em không biết làm tròn này cũng không được đâu. 3,257 thì các em phải làm tròn thành 3,26. Được chưa? Đấy là ra được là 3,26, đơn vị là centi. Nhá. Đơn vị là centi. Em chọn A, câu 9 này chúng ta chọn A. Rồi câu 10 các em chọn gì? C. Câu 10 C đúng không? Câu 11. B. 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 Câu 12. B. Mệnh đề đúng nhá. Mệnh đề đúng. Thì hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp. Không đúng em nhá. Đáy phải là hình gì thì mới có mặt cầu ngoại tiếp. Thì cam nhớ này. Em chọn gì nhỉ? B. Không thể là D được, được chưa? Đấy. B ạ. D anh ạ. Anh biết rồi, anh đang đang loại trừ mà. Em chọn D đúng không? Nhưng mà chưa chắc đã đúng đâu. Đúng không? Vì bạn nào giải thích được vì sao lại D? Đáy, hình có đáy là hình tăng cân thì có mặt cầu ngoại tiếp. Có đúng không? Thật ra trong câu này chẳng có nào đúng cả. Các em phải hiểu thế nào thì mới có mặt cầu ngoại tiếp. Các em hiểu thế nào thì mới có mặt cầu ngoại tiếp. Còn nhớ không? Chưa nhớ lắm ấy ạ. Không nhớ à? Đây này. Muốn có mặt cầu ngoại tiếp ấy thì đáy nó bắt buộc ấy, nó phải tìm được, nhớ chú ý nhá, đáy bắt buộc các em phải tìm được tâm của đáy. Thì tâm của đáy là cái gì?
nhớ tâm của đáy nó không phải ra hai điểm hai đường chéo, tâm của đáy nó sẽ hiểu là tâm của đường tròn ngoại tiếp, đúng không? Tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là đáy, ví dụ nhá, anh có đáy là hình vuông thì cam dễ rồi, đúng không? Tâm đáy tại vì nó sẽ là giao điểm hai đường chéo, cứ nhớ này, tâm đáy là cái điểm mà luôn luôn cách đều tất cả các đỉnh, nhớ cho này như vậy nhá. Đấy, tâm đáy là cái điểm mà nó cách đều tất cả các đỉnh đấy. Thì cái hình thang thì không nói làm gì, hình bình hành thì không nói làm gì, vì hình bình hành ấy nó hai đường chéo nó cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường cơ, đúng không? Thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của đường thì nó không bằng nhau. Đấy thì hình bình hành nó sẽ không có tâm của đáy đâu. Nhớ tâm của đáy, nhớ cho anh là tâm đường tròn ngoại tiếp đáy nhá. Thì hình bình hành nó sẽ không có đường tròn ngoại tiếp. Tương tự, chúng ta cứ xét lần lượt xem bốn cái hình đấy, hình nào có đường tròn ngoại tiếp thì mới là đáp án cần tìm. Hình tứ giác thì chắc chắn là không đúng rồi. À, từ từ. Hình có đáy là hình tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp. Không đúng, đúng không? Thật ra thì nó đúng ấy. Câu này thật ra thì hơi hơi vô lý nhưng mà D, B mới đúng ấy. Đây, anh giải thích cho các em C vì sao sai nhá. C thì nó là hình thang thì không nói làm gì rồi. Hình thang thì nó là cái hình bất kỳ, nó cũng không có đường tròn ngoại tiếp đáy được, đúng không? Hình bất kỳ như này các em chẳng tìm được cái điểm nào mà nó cách đều tất cả các đỉnh được. Các em hiểu không? Nó không có đường tròn ngoại tiếp. Hình thang cân cũng như vậy. Hình thang cân có đường tròn ngoại tiếp đáy không? Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm được không? Không, đúng không? Đấy, cái cứ nhớ cho anh. Thường cái điểm nào ấy mà nó cách đều tất cả các đỉnh cơ, được chưa? Thì nó mới có đường tròn ngoại tiếp đáy. Thì hình thang cân thì cũng không không được. Thì tứ giác, tứ giác ở đây nó có thể là hình gì? Hình vuông. Hình vuông được không? Được, thật ra câu này các em chọn B là đúng, tại vì hình có đáy là hình tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp. Câu này các em không chọn được cái gì nhá. Các em sửa cho anh đáp án B thành hình có đáy là hình hình gì thì nó cách đều tất cả các điểm. Hình chữ nhật nhá. Chữ nhật. Đấy thì câu này các em sửa cho anh đáp án không phải hình tứ giác nữa mà hình chữ nhật thì các em chọn B thì các em đúng hơn. Đấy. Đấy nhá. Thì phần bài tập về nhà của chúng ta là cái gì? Phần bài tập về nhà của chúng ta nó sẽ là một cái đề tổng hợp, được chưa nhỉ? Nó gồm toàn bộ những kiến thức về cái chương này, nón trụ cầu, gồm 50 câu các em nhé. Gồm 50 câu. Đấy thì hôm thứ bảy tuần sau thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi học được rồi, thứ bảy tuần sau nhé. Thì trong 50 câu này thì nó sẽ gồm một nửa là dễ và một nửa là nó sẽ mức độ nó sẽ cao dần lên. Thì đến hôm thứ bảy tuần sau nếu mà đi học được thì anh sẽ chữa cho từng bạn một nhé. Có nghĩa là anh sẽ chia lớp mình ra thành có một số bạn thì làm đến mức độ mà nó có nghĩa là nó khoảng độ tầm từ 1 đến 30 là những câu dễ chẳng hạn, và từ câu 30 trở lên đến câu 50 là câu khó. Thì hôm đấy anh sẽ chữa chung từ câu 1 cho đến câu 40 là tất cả các bạn. Rồi còn 10 câu còn lại anh sẽ chữa cho những bạn nào cần thôi, nhưng anh sẽ không chữa chung nữa. Tại vì nó những câu cuối là những câu khó thì chúng ta cố gắng nhé. Phải làm được ít nhất là tầm từ 30 đến 40 câu. Còn đâu 10 câu còn lại những câu khó thì anh sẽ hướng dẫn cho chúng ta sau. Bạn nào làm được thì anh sẽ hướng dẫn luôn. Đấy là liên quan đến các bài tập về khối nón, khối trụ và khối cầu. Được chưa? Còn đâu tuần sau hình thì là như vậy. Còn đâu đại thì các em nhớ này. Đại của chúng ta là bắt đầu buổi hôm sau chúng ta sẽ làm và học bài mới liên quan đến phần lãi suất nhé.
Đấy, phân đại số là chúng ta sẽ học, cố gắng là trong tháng này chúng ta phải học xong được chương trình của lớp 12 kỳ 1 đã. Thì nó gồm có phần đại số ấy, chúng ta còn các bài tập về lãi suất ngân hàng, được chưa? Lãi suất ngân hàng. Đấy chính là những bài tập ứng dụng của cái chương này. Những bài toán về ứng dụng của cái chương này. Đấy thì buổi hôm sau chúng ta bắt đầu học và làm những bài tập về phần lãi suất ngân hàng. Nên nó khá là hữu hiệu. Nó là cũng khá là rất là thực dụng ấy. Đấy, nó phục vụ cho các em, cả các em tính toán lãi suất ngân hàng xem như thế nào. Bây giờ chúng ta vay tiền mà chúng ta không biết là chúng ta lãi như thế nào thì cũng không được đâu nhá. Đấy, học xong bài này chúng ta sẽ biết là chúng ta vay tiền thì lãi suất hàng tháng chúng ta phải trả là bao nhiêu. Hoặc là các em có tiền các em gửi ngân hàng thì cũng phải biết là hàng tháng là chúng ta nhận về bao nhiêu. Được chưa? Đấy thì ngành lãi suất ngân hàng là lãi mẹ để lãi con chứ không phải cứ hàng tháng chúng ta cộng bấy nhiêu tiền đâu nhá. Chú ý cho anh. Đấy thì cái đấy thì buổi hôm sau chúng ta sẽ học. Thì tí nữa anh sẽ gửi cho chúng ta bài tập về nhà là cái phần này. Thì các em nhận được chưa? Anh gửi lại lên nhóm nhá, tại vì vừa nãy anh gửi anh gửi vào nhóm chat thì có bạn nhận được, có bạn chưa? Thì tí anh sẽ gửi lại cái đề này lên nhóm cho các em để các em làm nhá. Thế thôi thì bởi sau thì anh sẽ cố gắng là báo sớm. Trong ngày mai sẽ hỏi chị xem là người ta làm được như thế nào, thì nếu mà tuần sau chúng đi học được thì anh sẽ báo cho các sớm nhá. Không thì chúng ta cũng học online thì thôi. Đấy thì trong tuần sau thì lịch của chúng ta là thứ hai đúng không? Thứ hai là các em học từ 5 giờ. Nhá, thứ hai. Đấy và lịch thứ hai và thứ bảy là cố định là như vậy nhá. Đấy còn hôm nào mà chúng ta cần bổ sung thì anh sẽ dạy thêm vào hôm thứ năm nữa. Thế các em còn hỏi gì không nhỉ? Không ạ. Nếu mà các em không hỏi gì thì xin chào chúng ta nhé. Đây rồi. Thứ hai chúng ta đi học đầy đủ và cầm lại chúng ta vào thứ hai nhé. Chắc chắn. Chào anh. Ơ đấy, đấy các em thì anh bảo cơ. Chúc bảo gì hả? Ăn thì thôi, ok nhé. Chào chúng ta nhé.